cộng sản Việt Nam vinh quang, ánh sáng soi đường đưa ta về chiến thắng. Tổ quốc độc lập tự do muôn năm, đất nước không quên chân lý mang theo tên người Việt Nam. Ta tin vào kỷ nguyên ánh sáng, chủ nghĩa xa hồi nhân dân năm tháng, bước theo đảng thì chung chắc chắn, theo con đường còn qua mưa nắng. Việt Nam ơi, mùa xuân đến rồi, tiến bước theo đảng đường đi thanh thang, thắng tới cho trời vinh quang và chiến thắng. Quý và các bạn cũng như các câu lạc bộ đã cùng hiện diện tại đây để tham dự chương trình giao lưu dân vũ thể thao phụ nữ Nam Định khỏe đẹp năm 2023. Có thay mặt cho những người thực hiện chương trình, xin được trân trọng cảm ơn sự diện của các quý vị. Kính thưa quý vị và các bạn, nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ lựa chọn một hình thức thể dục thể thao phù hợp để rèn luyện, nâng cao sức khỏe, qua đó thu hút đông đảo hội viên phụ nữ và nhân dân tham gia hoạt động của tổ chức hội và tập luyện các môn thể dục thể thao quần chúng, nhằm góp phần thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân rèn luyện thể thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho hội viên phụ nữ, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, xây dựng hình ảnh người phụ nữ Nam Định thời đại mới có kiến thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với gia đình và xã hội. Thưa quý vị, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nam Định với sứ mệnh của mình trong suốt thời gian qua đã phát động phong trào đẩy mạnh tuyên truyền, động viên các cấp hội phụ nữ tích cực thành lập các câu lạc bộ, các đội dân vũ, thu hút đông đảo chị em phụ nữ tham gia. Và hôm nay, chương trình giao lưu dân vũ thể thao Phụ nữ Nam Định khỏe đẹp năm 2023 là một dịp đặc biệt để các câu lạc bộ, các đội dân vũ thể hiện tình đoàn kết, tính sáng tạo, giúp trẻ phụ nữ rèn luyện sức khỏe, sự dẻo dai, giữ gìn tinh thần lạc quan, thư giãn và thêm tự tin trong cuộc sống. Về tham dự với chương trình ngày hôm nay, thay mặt cho ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của quý vị đại biểu khách quý. Chúng tôi xin được nồng nhiệt chào đón đồng chí Trần Kim Dung, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định. Một tràng pháo tay thật lớn của quý vị để cùng đồng nhiệt chào đón ạ. Và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Vũ Văn Lý, Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy. Xin một tràng pháo tay thật lớn của quý vị. Xin được đồng nhiệt chào đón đồng chí Trần Đăng An, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Thưa quý vị, về phía đại biểu các sở ban ngành, về phía Sở Văn hóa, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Đỗ Quang Trung, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định. Xin được đồng nhiệt chào đón và trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Đồng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Nam Định. Chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Vũ Quang Huy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định. Chúng tôi xin được đồng nhiệt chào đón và trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Thị Thanh Huyền, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nam Định. Cùng với các đồng chí đại diện cho Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng đang có mặt tại đây. Xin một tràng pháo tay thật lớn của quý vị để cùng đồng nhiệt chào đón. Vậy ra chúng tôi xin được trân trọng và đồng nhiệt chào đón các đơn vị tài trợ. Xin được trân trọng giới thiệu và chào đón bà Lê Thị Thu, Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đá quý Doji chi nhánh tại Nam Định. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu sự diện của ông Nguyễn Anh Tuấn, ông Trần Xuân Hưng, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Hưng, đồng hành cùng chương trình với thương hiệu sản phẩm Bèo Đức Kinh. Về phía Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nam Định, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và nồng nhiệt chào đón đồng chí Trần Thị Định, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nam Định. Chúng tôi xin được trân trọng và giới thiệu đồng chí Lê Thị Thúy Nhài, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, trưởng ban tổ chức chương trình giao lưu. Xin được trân trọng giới thiệu và nồng nhiệt chào đón đồng chí Nguyễn Thị Minh Hà, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nam Định. Xin được trân trọng giới thiệu các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, các cán bộ chuyên trách Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thành phố, Hội Phụ nữ các đơn vị, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh. Đặc biệt tham dự chương trình giao lưu ngày hôm nay, ban tổ chức xin được nồng nhiệt chào đón 240 chị em đến từ các câu lạc bộ, đội dân vũ của 13 đơn vị trong toàn tỉnh. Và thưa quý vị, trong sự kiện hôm nay,
còn có các phóng viên của cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, đài phát thanh truyền hình tỉnh, báo Nam Định, thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Nam Định đã tới dự và lan tỏa chương trình hôm nay. Đề nghị chúng ta đổ một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa để cùng đồng nghiệp chào đón ạ. Kính thưa quý vị, và đến tham dự với chương trình giao lưu ngày hôm nay, chúng tôi xin được đặc biệt và nồng nhiệt chào đón đồng chí Phạm Văn Trường, phó văn phòng tỉnh ủy cũng đã đến tham dự và chúc mừng. Xin trân trọng cảm ơn các vị đại biểu rất nhiều. Kính thưa quý vị, chương trình giao lưu hôm nay gồm có các nội dung: phát biểu khai mạc chương trình của đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nam Định, tặng cờ lưu niệm của ban tổ chức chương trình và quà của Doji, giới thiệu ban giám khảo và thể lệ giao lưu, đồng diễn dân vũ thể thao, biểu diễn dân vũ thể thao, công bố và trao giải. Và kính thưa quý vị, ngay bây giờ xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Thị Thúy Nhài, phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, trưởng ban tổ chức chương trình, lên phát biểu khai mạc giao lưu dân vũ thể thao năm 2023. Xin trân trọng kính mời và một tràng pháo tay thật lớn của quý vị để cùng hân hạnh đồng nhiệt chào đón. Kính thưa các vị đại biểu, đại diện cho văn phòng tỉnh ủy, các ban xây dựng đảng, các sở, ban ngành, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các vị đại biểu về dự buổi giao lưu. Trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 với chủ đề Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng, được sự nhất trí của Thường trực Tỉnh ủy, hôm nay Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh long trọng tổ chức giao lưu dân vũ thể thao cấp tỉnh năm 2023 với chủ đề Phụ nữ Nam Định khỏe đẹp, nhằm hưởng ứng phong trào thể dục thể thao và cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Thay mặt Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và ban tổ chức cuộc giao lưu, tôi nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí đại diện các ban xây dựng đảng, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể của tỉnh. Trân trọng cảm ơn Sở Văn hóa Thể thao Du lịch, các đồng chí đại diện ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thành phố, đơn vị trực thuộc, các đơn vị tài trợ đã đồng hành cùng chương trình. Nhìn liệt chào mừng các đội tham gia giao lưu, thành viên của ban tổ chức, ban giám khảo và các đại diện cơ quan thông tấn báo chí của tỉnh đã về dự khai mạc giao lưu dân vũ hôm nay. Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu cùng toàn thể quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các đồng chí, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới thành công. Thực hiện lời dạy của Bác, trong những năm gần đây, môn dân vũ thể thao là loại hình được cán bộ hội viên phụ nữ thuộc nhiều thành phần, lứa tuổi, yêu thích và luyện tập, đã trở thành đời sống tinh thần, góp phần xây dựng người phụ nữ phát triển toàn diện. Nhiều câu lạc bộ khiêu vũ, câu lạc bộ dân vũ đã được thành lập ở cơ sở, hoạt động có sức lan tỏa và tạo nên một không gian văn hóa mới, rộng khắp và bổ ích. Giao lưu dân vũ thể thao cấp tỉnh năm 2023 được tổ chức với sự tham gia của 13 đội dân vũ, đại diện cho 13 hội liên hiệp phụ nữ các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc. Với tinh thần đoàn kết, vui, đẹp, khỏe để làm việc tốt, ban tổ chức đề nghị các đội thi sẽ mang đến cho chương trình giao lưu những điệu nhảy dân vũ với nhiều sắc màu, tôn thêm vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam thời đại mới. Về tham dự giao lưu dân vũ thể thao cấp tỉnh 2023, hy vọng cuộc giao lưu sẽ đọng lại trong mỗi chúng ta hình ảnh đẹp về người phụ nữ Nam Định, lan tỏa những hình ảnh để ca ngợi quê hương, để mỗi phụ nữ thêm yêu bản thân, yêu gia đình, yêu quê hương đất nước Việt Nam. Để đạt được ý nghĩa đó, tôi đề nghị các đội về tham dự giao lưu hôm nay nghiêm túc chấp hành đúng quy chế thể lệ giao lưu, hãy tự tin và thể hiện hết mình, đồng thời cùng giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm. Tôi cũng đề nghị ban giám khảo sẽ thể hiện tinh thần làm việc khách quan, vô tư, trách nhiệm trong quá trình chấm điểm để buổi giao lưu đem lại kết quả tốt nhất. Kính thưa quý vị đại biểu, một lần nữa, thay mặt Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nam Định, ban tổ chức cuộc thi xin trân trọng cảm ơn sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, các vị khách quý, các cổ động viên đã đến tham dự, động viên và cổ vũ cho buổi giao lưu hôm nay. Xin cảm ơn các nhà tài trợ đã hỗ trợ tạo điều kiện để chương trình giao lưu thành công tốt đẹp. Chúc các đồng chí lãnh đạo, chúc quý vị đại biểu cùng toàn thể các đại biểu tham gia giao lưu lời kính chúc sức khỏe, thành công. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố khai mạc giao lưu dân vũ thể thao cấp tỉnh năm 2023. Chúc chương trình giao lưu của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng.
Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Lê Thị Thúy Nhài, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, trưởng ban tổ chức chương trình đã có lời phát biểu. Kính thưa quý vị, trong thời gian phát động cán bộ hội viên phụ nữ tham gia hưởng ứng phong trào dân vũ thể dục thể thao cấp tỉnh, ban tổ chức đã nhận được nhiều sự quan tâm tạo điều kiện của các đơn vị đồng hành cùng chương trình. Tại chương trình giao lưu ngày hôm nay, ban tổ chức chương trình có bó hoa tươi thắm xin được gửi tặng tới các đơn vị để bày tỏ sự chân quý cũng như là những tình cảm của các đơn vị với phong trào và hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Xin được trân trọng kính mời. Và xin được trân trọng kính mời đồng chí Trần Thị Định, tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh lên tặng hoa cho các đơn vị đồng hành. Xin trân trọng mời. Chúng tôi xin mời đại diện lãnh đạo của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Hưng và đại diện lãnh đạo của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Doji chi nhánh tại Nam Định sẽ lên phía trên khán đài để nhận những tình cảm này. Xin được trân trọng kính mời. Tinh thần trách nhiệm cao của các đơn vị đã tham gia chương trình. Ngay sau đây xin trân trọng kính mời đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thành phố, Hội Phụ nữ Công an, Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phụ nữ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ trở lại phía trước khán đài để nhận cờ lưu niệm và quà của ban tổ chức chương trình và đơn vị đồng hành Doji. Vững tin đã bao lần rồi, một ngày vui dày vò. Ta nghe như vang tiếng bác Hồ dậy từ non sông, rào rực sau hôm nay bác vui với hội toàn dân. Thành đồng ơi, xa thế gian đã bao khai hòa. Ôi hạnh phúc vô biên, hát nữa đi em những lời yêu thương. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Thị Thúy Nhài, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thường trực, trưởng ban giám khảo. Và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Hương, đội phó đội tuyên truyền lưu động Trung tâm Văn hóa Điện ảnh và Triển lãm tỉnh Nam Định, phó ban. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Hoàng Thị Thu Phương, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban tuyên giáo chính sách luật, ủy viên. Để giúp ban giám khảo tổng hợp kết quả, xin trân trọng giới thiệu thư ký gồm các đồng chí Ngô Thị Hoa, chuyên viên ban tuyên giáo chính sách pháp luật, đồng chí Nguyễn Thị Minh Hà, chuyên viên ban gia đình xã hội kinh tế Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Xin quý vị nổ một tràng pháo tay thật lớn để chào đón và chúc mừng. Và ngay sau đây xin được công bố thể lệ giao lưu. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, cuộc giao lưu nào cũng có thể lệ riêng. Sau đây xin được công bố nội dung chính của thể lệ giao lưu dân vũ thể thao cấp tỉnh năm 2023 như sau. Một, về đối tượng tham dự là 13 câu lạc bộ, đội dân vũ đại diện cho 13 đơn vị Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc. Về nội dung, đúng chủ đề phụ nữ Nam Định khỏe đẹp, đúng thuần phong mỹ tục, không có các nội dung phản cảm, vi phạm bản quyền, vi phạm các quy định cấm của nhà nước. Nhạc nền là các ca khúc Việt Nam ca ngợi quê hương đất nước, gia đình, truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam. Về hình thức giao lưu, mỗi đội giao lưu chỉ diễn một tiết mục là các vũ điệu do đội tự biên tập dàn dựng. Về thời gian, tiết mục tự chọn không quá 7 phút. Con gái bé xinh đạp xe trên phố đông, tà áo trắng bay bay, lòng vui như nở hoa. Em mỉm cười xinh tươi, ôi khung trời 20, niềm vui tương lai đang chờ em. Lòng tha thiết
yêu đời và yêu đất nước thôi. Gửi trong ánh mắt em ngàn muôn tia khát vọng, vẫy tay chào thế giới bước trên miền đất mới. Tự tin em cô gái Việt Nam. Rồi mai đây em tung bay, bay đến những chân trời xa, thì hãy luôn ghi trong tim màu da tiếng nói nơi Việt Nam. Dành tình yêu tặng cho đời, dành tình yêu tặng cho người, và niềm tin trong em luôn rực cháy. Nụ cười em luôn trên môi, cả thế giới sẽ nhận ra một Việt Nam luôn hân hoan, trao dồi sức sống qua thời gian. Hãy bay cao tận chân trời, hãy giơ tay chào cuộc đời, và giờ đây tôi vui khi gặp em. Xin chào em. Bé xinh đạp xe trên phố đông, tà áo trắng bay bay, lòng vui như nở hoa. Em nhìn người xinh tươi ở cùng trời hai mươi, niềm vui tương lai đón chờ em. Lòng tha thiết yêu đời và yêu đất nước thôi. Gửi trong ánh mắt em ngàn muôn tia khát vọng, vẫy tay chào thế giới bước trên miền đất mới. Tự tin em có. Hãy giơ tay cho cuộc đời, và giờ đây tôi vui khi gặp em. Rồi mai đây em cũng bay, bay đến những chân trời xa, thì hãy luôn ghi trong tim màu da tiếng nói nơi Việt Nam. Dành tình yêu tặng cho đời, dành tình yêu tặng cho người, và niềm tin trong em luôn rực cháy. Nụ cười em luôn trên môi, cả thế giới sẽ nhận ra một Việt Nam luôn hân hoan, trao dồi sức sống qua thời gian. Hãy bay cao tận chân trời, hãy giơ tay cho cuộc đời, và giờ đây tôi vui khi gặp em. Xin chào em. Xin một tràng pháo tay thật lớn của quý vị để cùng chào đón tiết mục của quê hương Trực Linh ạ. Con đường còn qua mưa nắng, Việt Nam ơi, mùa xuân đến rồi.
nguyện bước theo đàn đường đi thanh thang, thẳng tới chân trời vinh quang và chiến thắng. Dài khắp vô sản tình yêu bao la, khúc quốc tế ca vàng mãi trong tim ta. Đời đời Việt Nam, ta tin vào kỷ nguyên ánh sáng chủ nghĩa xa. Hồi đẹp thêm năm tháng, bước theo đàn thủy chung trong trắng, theo con đường còn qua mưa nắng. Việt Nam ơi, mùa xuân đến rồi. Việt Nam, ta tin vào kỷ nguyên ánh sáng chủ nghĩa xa. Hồi đẹp thêm năm tháng, bước theo đàn thủy chung trong trắng, theo con đường còn qua mưa nắng. Việt Nam ơi, mùa xuân đến rồi. Việt Nam, ta tin vào kỷ nguyên ánh sáng chủ nghĩa xa. Hồi đẹp thêm năm tháng, bước theo đàn thủy chung trong trắng, theo con đường còn qua mưa nắng. Việt Nam ơi, mùa xuân đến rồi. We'll be right back.
xin được trân trọng cảm ơn bạn Bát Sắc đến từ đội dân phụ nữ hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trực Thắng, huyện Trực Ninh. Và trên tay chúng tôi giờ phút này đây, không để quý vị chờ lâu hơn nữa, đó chính là bảng công bố kết quả trong buổi giao lưu ngày hôm nay đến từ tất cả các đội. Và bây giờ chúng tôi xin được chào đón bước lên một bước đại diện cho đội biên phòng tỉnh. Xin được trân trọng kính mời. Vâng ạ, xin được chúc mừng cho biên phòng tỉnh ạ. Xin mời biên phòng tỉnh sẽ bước lên sân khấu hơn một bước nữa được không ạ? Và xin được trân trọng kính mời đại diện cho đội Trực Ninh ạ. Xin mời đội phụ bạn. Xin mời hội phụ nữ thành phố. Xin mời đội phụ nữ huyện Xuân Trường. Xin mời hội phụ nữ huyện Ý Yên. Và xin mời đội phụ nữ huyện Mỹ Lộc. Xin chúc mừng cho các đơn vị đầu tiên đã rất vinh dự nhận được giải khuyến khích 100 để chúc mừng ạ. Và ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu đồng chí Vũ Mạnh Trường, Phó trưởng ban dân vận tỉnh ủy, và đồng chí Nguyễn Minh Hà, Phó chủ tịch hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nam Định sẽ lên trao giải các đội. Xin được trân trọng kính mời. Sau khi nhận cờ và hoàn ban tổ chức xong, xin mời tất cả các đội vừa nhận giải xong chúng ta sẽ lùi trở về vị trí đứng của mình trên sân khấu. Trân trọng cảm ơn. Giờ phút này đây thì chúng ta vẫn đang thấy những trái tim hết sức là hồi hộp ở phía bên dưới đúng không ạ? Với những đội còn lại thì không biết là sẽ giành được vị trí nào, giải thưởng nào trong cuộc giao lưu ngày hôm nay. Có lẽ rằng tất cả các chị đang rất hồi hộp đúng không ạ? Và chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng các đội ngày hôm nay được không ạ? Một tràng pháo tay lớn hơn nữa của quý vị để chúc mừng các đội đại diện cho các huyện, các đơn vị đã đạt giải khuyến khích ngày hôm nay ạ. Một tràng pháo tay thật lớn của quý vị. Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Vũ Mạnh Trường và đồng chí Nguyễn Minh Hà. Xin chào cảm ơn quý vị rất nhiều. Hôm nay bóng vui với hội toàn dân.